Chào cô chú, anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay trở lại kênh mình có một số mặt hàng như là phôi tứ quý, phôi mai vàng và mấy cây mai vàng ghép. Cô chú anh chị mong cô chú anh chị xem ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho em, xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại liên hệ là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Là chương trình em bao phí cho cô chú anh chị tới nhà nghe cô chú anh chị. Không làm mất thời gian thì đầu tiên mình vô cây số 1 là phôi tứ quý. Dạ, phôi này thì chân cạnh nó đều, đế cũng đều cô chú anh chị. Rồi, xin báo chi tiết thông số. Dạ, cái này nó có chiều cao là 85. Dạ, hoành thân vị trí này là 40. Rồi, cái mai tứ quý mã số 1 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2 triệu đồng. Rồi, em xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 cũng là tứ quý cô chú anh chị. Cây này người ta có ghép rồi cô chú anh chị. À, cây này mình cũng bắt ra phôi, nếu mà mình có giao lưu mình ship và lỡ có gãy một hai bo thì cô chú anh chị chịu khó gì ghép lại giùm nha cô chú anh chị. Mình cũng cố gắng làm thật là kỹ. Dạ, cây này nó có chiều cao là 60 87. Cây này đế cũng đẹp cô chú anh chị. Dạ, hoành thân vị trí này là 37. Rồi, cây mã số 2 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000. Rồi, em xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là mai vàng của chú anh chị. Dạ, cái này đế nó cắm xuống đều lực của chú anh chị. Rồi, báo chi tiết thông số. Dạ, cái này nó có chiều cao là 79. Dạ, hoành thân vị trí này là 38. Rồi, cây mã số 3 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000. Để rất có duyên lực. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cũng là mai vàng cô chú anh chị. À, cái này thì nó lá thú thú của chú anh chị. Bonsai lùng lực. Dạ, cái này nó có chiều cao là 39. Dạ, hoành thân vị trí này là 39. Rồi, cái mai phôi mai vàng mã số 4 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.500.000. Rồi, em xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là mai vàng cô chú anh chị. Rồi, em xin phép báo chi tiết thông số. Dạ, cái này nó có chiều cao là 85. Dạ, hoành thân vị trí này là 47 cô chú anh chị. Rồi, mã số 5 cây mai vàng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.700.000. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là mai vàng ghép giảo cô chú anh chị.
Cây này cũng ghép được 3 mùa mấy 4 mùa cô chú anh chị. Cây này là dìa Tết mình trên qua luôn cô chú anh chị ơi. Dạ cây này nó có chiều cao là 74. Dạ hoành vị trí này là 23. Dạ cái này có con ghế là lá thú thú. Rồi cái mai vàng mã số 6 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.200.000. Dạ tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng là mai vàng cô chú anh chị. Giáp giảo luôn. À, cái này cục đế ở dưới dữ lắm cô chú anh chị. Tại mình không có moi lên nha cô chú anh chị. Rồi em xin báo chi tiết thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 52. Dạ cái tán bay của nó là 70. Dạ hoành thân vị trí này là 34. Rồi em mai vàng mã số 7 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu đồng. Rồi em xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 cũng là mai vàng ghép giảo của chú anh chị. Rồi em xin báo chi tiết thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 59. Dạ hoành vị trí này là 25. Rồi cây mai vàng mã số 8 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 800.000. Rồi em xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là mai vàng ghép giảo của chú anh chị. Cái này là ghép được gần 4 mùa hết trơn cô chú anh chị. Rồi em báo chi tiết thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 76. Dạ hoành vị trí này là 27. Dạ đế cũng đều cũng đẹp. Mấy cái này là mình giao lưu là mình bó bao gút chậu cô chú anh chị, bị chậu xi măng. Dạ mã số 9 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.200.000. Rồi xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 cũng là mai vàng ghép giảo của chú anh chị. Rồi em xin báo chi tiết thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 67. Dạ hoành thân vị trí này là 23. Rồi mã số 10 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 800.000. Rồi em xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 cũng là mã số cuối cùng clip con ngày hôm nay cô chú anh chị. Cũng là mai vàng ghép giảo. Rồi, xin báo chi tiết thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 72.
Dạ, hoành thân vị trí này là 32. Rồi, cái mai vàng mã số 11 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.700.000. Dạ, cái mai vàng mã số 11 cũng là cây cuối clip của con ngày hôm nay cô chú anh chị. Thì cuối clip thì xin chúc sức khỏe cô chú anh chị và chúc cho cô chú anh chị làm ăn phát tài, vạn sự được như ý. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị dính thời gian xem ủng hộ kênh và ủng hộ em rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn.